Hello, xin chào các bạn nha. Mời các bạn vào cùng chém gió. Xin chào các bạn. Propozy mới bị phá sản, biết các bạn có biết cái này không ta? Các bạn biết cái phần cái app Propozy từng nuôi thăm vọng kỳ lân và sau đó đóng cửa luôn. Propozy. Hello Phong Vũ, khoảng cách cuộc đời của nhà giàu hay Mai Lan Anh? Kể về vụ 17 tỷ đi. Đông đông rồi, bắt đầu chúng ta bàn về 17 tỷ để được lừa như thế nào. Cuộc sống của chúng ta bây giờ dễ lừa lắm, mà mới có thế kỷ này bây giờ người ta dễ nhau lừa. Thất bại là mẹ của thành công, nhưng một người có nhiều bà mẹ quá thì không có tốt nha các bạn. Cuộc đời của chúng ta chỉ có khoảng vài bà mẹ thôi. Có một người cuộc sống của họ tới mười mấy hai chục bà mẹ. Nha. Thất bại là mẹ của thành công mà một người gì đâu mà quá trời nhiều bà mẹ. Huỳnh Propozy, ủa? Huỳnh Propozy có phải là làm cho Propozy không vậy? Qua tường của mình xem vụ lừa 17 tỷ. Hello, chào mọi người đang online. Ok, một chút xíu nữa chúng ta cùng nhau bàn về những cú lừa kinh điển. Hiện tại cảnh báo một số bạn nha, một số chàng trai chuyên lấy hình ảnh của Dr. Hyson rồi lập Facebook giả để đi tán gái lên các cái hội nhóm độc thân, hội tùm lum tùm la, đẹp trai quá giờ nó cứ mượn hình tùm lum la. Chào em cái đi idol Nguyễn Ngọc Nguyên, chào em. Mình cùng nhau bàn về những cú lừa kinh điển. Ok, rồi các bạn cùng chia sẻ với nhau, chúng ta cùng em thích anh nói về cái này lắm. Hương Lê, tối nay em mua đá hả? Tối nay em mua đá C2 hả? 18 tuổi thì nên đầu tư cái gì? 18 tuổi thì đầu tư... À, nhạc to quá hả? Cho nhỏ lại xíu hả? Rồi, cho nhỏ lại chút xíu. 18 tuổi thì đầu tư vào bản thân đi. Bản thân mình á, chứ đừng đầu tư vào người khác. Thủy To, ok, thuế. Anh like lúc nào? Nhạc nhỏ xíu rồi mà. Ủa nhỏ, vậy mà vẫn nghe ta. Ok chưa? Nhạc như vậy ok chưa? Nhạc nhỏ như vậy ok chứ các bạn? Thủy Top, ok rồi ha, nhỏ nhỏ xíu. Học kinh tế chính trị ở đâu? Đọc kinh tế thì các báo tài chính, ví dụ như các bạn thích về tài chính sẽ đọc báo về tài chính và một số cuốn sách về tài chính nha. Thích cái gì mình đọc cái đó, những cái bạn mà thích gì thì đọc cái đó, ok chưa? Nhạc nó xíu à, nhạc chút xíu à. Rồi, một số bạn nha, Anna Việt Nam đúng không, một số bạn đang lấy hình ảnh của Dr. Housing đi tán gái lung tung nha. Các bạn lưu ý, Dr. Housing có một cái TikTok và một cái fanpage là Dr. Housing và một cái Facebook cá nhân duy nhất đó là Nguyễn Duy Truyền.
chào bố đơn thân. Ông nội, cháu bảo. Xong rồi một số bạn nó cứ lấy cái hình ảnh mình, xong rồi vì cái sự đẹp trai của mình dễ lan tỏa cho cộng đồng. Xong rồi cứ đi tán gái lung tung cho các bạn, cẩn thận nha. Cẩn thận nha. Anh nghĩ đó là vụ lừa đảo thế kỷ hay là một màn kịch? Đây là lừa đảo thật chứ sao lại màn kịch được các bạn? Tất cả những thứ này là đều có thật mà. Chúng ta không nghĩ rằng đó là thật nha, nhưng mà đây là thật nha. Khi tất cả mọi người chúng ta cứ nghĩ rằng tại sao mình bị lừa, thì lúc chúng ta bị lừa rồi mới thấy được cái sự ngu ngơ của chúng ta. Các bạn nghe không? Có thằng Khánh Nguyễn này hỏi câu gì khó vậy ta? Cho em hỏi khi nào mình mới biết được bản thân mình có thể ra đời được anh? Ủa khi nào thì chúng ta biết mình ra đời được ta? Câu hỏi này hắc não quá ha. Tại sao mình biết khi nào mình ra đời? Tại sao chưa thấy công an vào cuộc? Nó đau đầu thiệt. Khi nào mình biết mình ra đời các bạn? Cái này hỏi này là ngàn đô nha, chứ 2 triệu trả lời không nổi đâu. Ngàn đô. Khi chúng ta nhận thức được thì chúng ta biết lúc đó mình chào đời. Còn khi mình chưa có nhận thức thì mình không biết là mình đã chào đời hay chưa. Ok chưa? Khi chúng ta có nhận thức thì chúng ta biết được mình đã chào đời. Mình đã có mặt trên cái cuộc sống này. Còn khi chúng ta chưa có nhận thức được thì có nghĩa là chúng ta có mặt trên cuộc đời này cho nó thú vị thôi, chứ không có ý nghĩa gì hết. Rồi. Cuộc sống này các bạn, bây giờ người ta rất là dễ tin tưởng, các bạn rất là dễ tin tưởng. Thì bây giờ các bạn muốn kể nghe sơ không? Các bạn đã nghe cái câu chuyện này không? Tôi kể nghe sơ cho các bạn nghe. Các bạn có cần tôi kể nghe không? Hay là các bạn đã đọc rồi? Nếu mà nhiều người cần tôi kể tóm tắt lại chút xíu thì kể. Còn không cần nữa thì thôi. À kể đi hả? Bây giờ tôi kể ra thì các bạn có bạn nào mà học hỏi chút xíu nha. Bạn nào mà có khả năng hiểu biết thì có thể học hỏi được cái này nè. Có thể là về lừa đảo gia đình được nè. Tại vì nó tinh vi quá. Rồi ok, tôi tệ. Tôi cũng mới theo dõi sơ sơ thôi nha. Tôi sẽ tóm tắt nhanh cái vụ này cho các bạn nghe nha. Kể sơ nha, nhiều khi nó không có đầy đủ bằng cái người chủ bị lừa đâu, tại vì mình không phải là nạn nhân á. Cô Anna Vân Anh đúng không? Cô Vân Anh này có nhu cầu xăm hình, xăm gọi là xăm những cái nút ruồi phong thủy các bạn. Mới đến cái tiệm thẩm mỹ của cái cô mà cô Anna hả, cái cô mà tiệm thẩm mỹ đó, cô thẩm mỹ này, mới thẩm mỹ nè. Cô này mới book chồng của cái cô chủ thẩm mỹ này là xăm hình cho mình, xăm những cái nút ruồi thẩm mỹ á, bút chồng. Nhưng mà vô tình hôm đó cái người chồng á thì đã bận việc, cái cuối cùng là mấy cái thằng em họ mới xăm cho cái cô Vân Anh này. Thì xăm hình cái cô Vân Anh này xong thì hai bên trao đổi số điện thoại, xong là hai bên là quen nhau luôn, quen nhau và yêu nhau trong vòng một nốt nhạc luôn. Và kể từ khi yêu nhau á thì mỗi ngày cô Vân Anh này đến cửa hàng, đến cái tiệm xăm mình này bằng một chiếc siêu xe khác nhau và đậu từ sáng đến tối luôn. Đậu một sáng, ngày là Mercedes, ngày là BMW, ngày là Porsche, ngày là Rolls Royce, để từ sáng đến tối ở ngay cái cửa hàng đó luôn, không thèm đi luôn, để như vậy mỗi ngày một chiếc xe. Rồi. Cổ tặng cho người yêu mình một chiếc đồng hồ 2 triệu đô. Cái thằng chồng mà cái chồng nó tên gì ta? Chồng với cái cô gái đó tên gì quên rồi. Có rất là đầu tư nha bạn. Rồi, nó tặng cho một chiếc đồng hồ 2 triệu đô và nói chung là hàng hiệu hết, nào là Chanel,
nào là hơi mệt, nào là Gucci, nào là Mercedes, nói chung là tất cả các đồ có dùng là hàng hiệu hàng triệu đô đúng không? Và đang đóng vỏ bọc với một con của một đại gia, một cái chủ tịch tập đoàn hội đồng quản trị nào, một cái công ty lớn, mà vì bí mật gia đình cho nên là không bao giờ tiết lộ được ông bố là tên gì và xuất thân ở công ty nào, bí mật về gia đình. À, chồng tên Tùng, còn vợ tên gì, vợ nó tên gì vậy? Vợ tên gì quên rồi ta, Tùng à, con An. Vân Anh là cái con lừa, à con vợ là con Anna, rồi Anna Tùng, để tôi ghi lại cho ông, tôi quên cái nhân vật rồi. Nó tặng cho thằng chồng á, thằng chồng nó là tên gì, thằng bị lừa là tên Tùng hả? Anna Anna là con chủ nè, con Vân Anh là con lừa nè, mà tôi không biết nè, cái thằng bị lừa là tên gì? À con vợ là con Nhã hả? Chồng tên Thành. Rồi còn cái thằng mà bị lừa là Tùng hả? Nhã hả? Rồi Nhã, rồi. Rồi về cơ bản là nó có tặng một cái đồng hồ vậy, nó khoe 2 triệu đô. Mà con Nhã này nó cũng nghi ngờ, cái nó mới bảo là ủa, coi lại đi chứ có dừng 2 triệu đô không biết cái vàng fake hay không á. Nó tạo ra một cái vỏ bọc quá khủng khiếp. Nha. Khi nó đang tạo vỏ một một cái vỏ bọc rất là uy tín như vậy rồi, bắt đầu nó mới moi mượn tiền của thằng chồng. Nó mượn tiền của thằng chồng đó khoảng 5-6 tỷ rồi các bạn. Nó mượn cho con chồng, con Nhã này là khoảng 5-6 tỷ rồi. Nó mượn đâu khoảng 5-6 tỷ á. Nó mượn là rất là nhiều người ở trong cái nhân viên của cái quán đó luôn. À, thì trong quá trình quen nhau á, thì nó tặng tặng thêm một cái căn hộ ở Bắc Nam, ở Vinhome Central Park cho thằng chồng. Nó thuê hai thằng sinh viên làm nhân viên công chứng lên trên phòng lăn tay luôn. Rồi thằng kia bị lu mờ luôn, thằng kia bây giờ là coi như là bị lu mờ luôn, tặng quà cho riết mà bị ngu người luôn, ấy là nhận quà rất là ngu người luôn. Đây. Tặng tặng một căn hộ ở Vinhome Central Park, các bạn biết không? Căn hộ đó khoảng 6 tỷ, khoảng hai phòng ngủ thôi, đó khoảng 6 đến 7 tỷ, là thuê hai thằng sinh viên làm nhân viên công chứng lên trên văn phòng, lên lên trên nhà đóng dấu lăn tay luôn. Rồi đó. Đó là hết khoảng 5-6 tỷ đây nha. 5-6 tỷ là lừa trước rồi. Rồi nó vay mượn rất là nhiều người ở trong công ty. Một cô bé mà làm lễ tân mà nó còn vay được 500 triệu mà. Làm lễ tân có 9 triệu, lương có 9 triệu một tháng. 9 triệu một tháng là nó vay được 500 triệu. Thấy chưa? Rồi. Để tạo ra một cái mục đích, người ta tạo ra một cái vỏ bọc để làm gì? Để mượn tiền, để vay tiền một cách dễ dàng, và người ta hỏi là tiền ở đâu để người ta ta làm cái hình ảnh như này. Đó là một lúc nó lừa rất là nhiều người khác nhau, các bạn thấy không? Một lúc người ta lừa rất là nhiều người khác nhau. Và tại sao cô này có khả năng lừa đảo giỏi như này? Tại vì một, cô ta có cái IQ rất là cao các bạn, trình độ cô này rất là cao, có cái điểm cái IQ rất cao. Hai, cô này là cổ rất là thích xem phim trinh thám, phim Hollywood mà trinh thám là cổ xem từ 5 đến 10 lần, và cổ học được những cái lời thoại trong đó luôn. Cổ học được cái cách nắm bắt tâm lý người đối phương. Cổ học rất là nhiều chiêu ở trong phim ảnh luôn. Thấy chưa? Cổ nắm bắt rất là nhiều, cổ học trên phim rất là nhiều. Thấy chưa? Rồi. Người ta tạo ra một cái vỏ bọc, tạo được một cái lòng tin về lâu dài. Rồi, trong quá trình đó thì mượn tiền đầu tư, kêu gọi đầu tư Bitcoin, bất động sản với người chồng của cô chủ này, chồng của Nhã này là đâu 5-6 tỷ rồi. Trong lúc đó, tại vì tặng quà cho thằng 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 em rể này nhiều, mà mục đích người ta quen thằng em rể này là để lừa lừa cái dòng họ nhà bên này, lừa cái dòng họ nhà bên 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 cô, cái cô mà làm thẩm mỹ viện, cô Nhã này.
Này. Đó là một nha. Rồi, cổ mới ra một cái deal, chốt deal, lừa một cú chốt deal rồi mới đẳng cấp nè. Cái cú chốt deal mới là đẳng cấp nha. Chốt deal đâu đẳng cấp này. Cổ mới nói rằng là bố của cổ là một trong những người nằm trong hội đồng quản trị của tập đoàn Vingroup, được mua Vinhome City với giá chiết khấu khoảng 20-30%. Đợt này anh hãy đầu tư với em khoảng 10-10 mấy tỷ á, là chúng ta chỉ cần đặt cọc vô lấy mấy chục căn ở trong đó, ví dụ như là 100 triệu một căn thì 10 tỷ là chúng ta có 100 căn hả, 100 triệu một căn đi, cọc mà 10 tỷ là chúng ta có 100 căn, thì mà giá chiết khấu khoảng 10-20-30%, thì khi đó chúng ta chỉ cần bán lại cho các sàn môi giới ở phía dưới là khoảng chiết khấu khoảng 5% là chúng ta kiếm về hàng triệu đô rồi, thấy chưa? Rất là thuyết phục, thấy chưa? Nhưng cô gái này cũng rất là nghi ngờ, tại sao ông chồng này trước giờ không có đầu tư tiền bất động sản mà là bây giờ lại xin kêu vợ chuyển tiền để đi đầu tư bất động sản, thì mới kể cái câu chuyện rằng là nhà cô Vương Anh này là có quan hệ thân thiết ở trong Vingroup và lấy được hàng giá tốt và sau này sẽ bán ra kiếm lời. Thì cô này đang rất là phân vân có nên đầu tư hay không á, thì cô kia mới ra một cái chiêu cuối cùng, đó là tổ chức một cái đám cưới thật là hoành tráng để đánh gục ý chí bên này luôn. Thì cái cô này mới hỏi là bố của em tên gì, làm cái gì, công việc gì, thì cô giấu là cô không có kể, nói là đây là bí mật của gia đình nên là không có được nói tên ra, vân vân vân. Nói chung là tất cả những cái lý do có vẻ hợp lý và người ta đang bị tin tưởng đó mà, bởi vật chất, bởi vì tất cả mọi thứ đều tin tưởng. Có 2 căn nhà ở Vinhome Central Park, 1 căn biệt thự ở ngoài khu biệt thự ngoài Hà Nội, khu biệt thự Linh Đàm hay sao nhỉ, rồi toàn là đi siêu xe Rolls Royce hay là Porsche hay là Mercedes S500, không thì người ta lòa mắt thiên hạ như vậy rồi. Thì cái cô nhã này cổ cũng rất là nghi ngờ cái việc mà mua bất động sản này, nhưng bị đánh gục bởi một cái đám cưới hoành tráng, đó là tiền tổ chức tiệc cưới gần 1 tỷ đồng các bạn. Tiền tổ chức không hoa là phải tươi 100%, hoa tươi là 100%. Mà cổ nói là trong cái đám cưới đó là toàn người nổi tiếng đi ăn. Mà các bạn biết không, nó thuê 350 người đi ăn cái đám cưới đó. Thuê 350 người đi ăn đám cưới. Mỗi người đi ăn xong á, còn cầm phong bì từ 3-500 ngàn một ngày. Ăn đám cưới xong còn cầm phong bì về nữa. Toàn bộ tiền hoa đám cưới bằng hoa tươi 100%. Thì cái vụ này vỡ lẽ thì cái đơn vị tổ chức hình như bị giật 300 triệu. Cái đơn vị mà làm hoa cho cái cô gái là bị giật 300 triệu. Rồi nha. Thì cô này còn tặng cho chồng một chiếc xe Rolls Royce 2 triệu đô. Làm cái lễ tặng ở cái đám cưới luôn. 2 triệu đô. 2 triệu đô xong rồi. Nó còn bắt là thằng chồng này là chụp cái hình ảnh tặng xe đó, post lên Facebook để công bố với mọi người rằng người vợ của mình là hào phóng giàu có như vậy, tặng cho một chiếc xe có 2 triệu đô. Thấy chưa? Thì người ta 2 triệu đô mà người ta còn tặng được thì đầu tư 10-20 tỷ thì có cái gì đâu các bạn không? 10-20 tỷ đang tôi gì? Thì sau cái đám cưới như vậy thì ý chí của gia đình bên này gục luôn rồi, mới chuyển cho cái cô này là khoảng 10 mấy tỷ, 12 tỷ để đặt cọc một loạt căn ở Vin City quận 9, Vinhome Grand Park, các bạn không? Thì khi đặt cọc xong á, thì cô này hai vợ chồng mới bắt đầu post lên Facebook để bán. Mà đây là những người cũng gọi là nổi tiếng trên cộng đồng mạng, cho nên là khi post lên và bán với giá hợp lý, người ta đặt cọc quá trời các bạn ơi. Người ta đổ tiền về đặt cọc quá trời. Người ta đổ cọc mà mỗi căn 50 triệu. Thì sau cái vụ này vỡ lẽ thì nhà này bị đền tiền cọc không là 3 tỷ. Mà. Riêng tiền cọc mà đền cho người ta mua của ngân hộ Vin City mà mua không thành công, tiền cọc không đền 3 tỷ. Chuyển cho cái cô này đâu khoảng 10, 11 tỷ hay 12 tỷ vậy. Là tổng cộng là đặt đâu cả 100 căn Vin City để bán lại kiếm chênh lệch đâu khoảng 25-30%. Nha.
mà riêng cái tiền cọc người ta ta cọc dồn dập đâu mấy chục căn á, cuối cùng nghe đồn á là riêng tiền cọc mà trả lại cho người ta không là gần 3 tỷ tiền cọc đền cọc các bạn. Khi mua đặt 50 triệu mà không có, người ta phải đền là 50 triệu. Là ví dụ người ta nhận 50 triệu thì người ta phải đền là 50 triệu, nó là 100 triệu. Thì sau khi đặt cọc xong á thì nó thuê mấy cái thằng môi giới bất động sản làm các cái chiêu trò để tự tin. Nói chung nó đưa ra một cái giỏ hàng, nó đưa ra một cái giỏ hàng tưởng tượng ở trên không gian và thời gian, và sau đó người ta bán cho gia đình nhà vậy này. Sau 15 ngày vẫn chưa được căn nào bán ra ngoài hết. Mà cái lý do nào cũng hợp lý, nào là công ty đang đang hoạch toán, nào là chủ đầu tư chưa cho bán, nào là ông bà cố nội nó ốm rồi tùm lum rồi ba bệnh rồi. Nói chung sau 15 ngày không có bán được một căn hộ nào hết. Không có bán được một căn hộ này. Rồi. Đỉnh điểm. Cô này có cái đặc điểm như này nè, cô xài đâu mấy chục cái sim các bạn. Mấy chục cái sim luôn, một mình cô biểu diễn ở trên cái sim. Mỗi lần cô nhắn tin cho ai á, cô đóng vai bố, vai mẹ, vai bà, vai cô vậy, cô đóng cô là cái diễn viên trong cái sim đó luôn, cô nhắn tin. Thì cái người bố à quên, trong cái đám cưới các bạn, trong cái đám cưới mà tổ chức riêng cái tiền tổ chức không 1 tỷ đồng, nó chưa tính tiền ăn, tiền uống, tiền hoa, tiền xe, tiền này nó hết 1 tỷ đồng đó. Thì toàn bộ ở bên nhà gái là diễn viên 100% nha các bạn. Toàn bộ bên nhà gái là diễn viên 100%, chỉ có một người duy nhất thật đó là cô gái thật. Còn lại là khách mời. Toàn bộ 350 khách mời là diễn viên là một nè. Biết các bạn biết tổ chức ở đâu? Ở khách sạn Marriott Hà Nội 5 sao. Toàn bộ khách mời là diễn viên, bố mẹ là diễn viên luôn, dòng họ bà con là diễn viên hết. Diễn viên hết rồi có một cái dàn diễn viên là chuyên đi đi bơm thổi. Là nghe chồng con nhã này vừa xuất hiện cái là hai ba thằng đứng nói kiểu lẳng lơ. Trời ơi vừa rồi sắc mấy xác cá mập mới đi ăn đám cưới mà vừa đến xong rồi đi về mất tiêu rồi, cuối cùng là cái ông chồng này về nhắn tin cho vợ, trời ơi anh đến trễ quá, hồi nãy quá nguyên dàn cá mập, con nào con nó thù lù như này đi ăn đám cưới mà anh đến trễ không có gặp được cá mập nó trơn, nhắn tin về khoe vợ xém tí nữa là gặp được mấy, mà mấy diễn viên nó nói chuyện với nhau các bạn không, nó đứng gần nó nói chuyện với nhau để cái nó đánh, nó đang cố tình đánh ai mà các bạn, nó đang cố tình đánh ai là nó cố tình nó nói chuyện như vậy. Rồi cái sự việc bắt đầu nó mới lung lay ý chí của cô bé này, đó là ông bố của cái cô gái Vân Anh này, bố của cô gái Vân Anh này mới nhắn tin hỏi thăm, mới bắt đầu làm quen với cái cô bé tiếp tân ở cái tiệm thẩm mỹ này. Cái cô bé tiếp tân á, cô bé tiếp tân này tháng lương có 9 triệu à, một năm đâu cả được có hơn 100 triệu, 101 triệu. Ông bố nhắn tin hỏi thăm này nọ vân vân, đã làm quen trước đó rồi các bạn không? Đã làm quen trước đó rồi. Thì một ngày đẹp trời, ông bố này mới gọi điện cho cô tiếp tân này nè, bố bác đang vào bệnh viện phẫu thuật gấp, mà con của bác là cái con Vân Anh này nó đang đi công tác không có về kịp, mà bác đang rất là gấp về mổ này nọ vân vân, con có tiền không chuyển cho giúp cho bác mượn đỡ mấy trăm triệu rồi ngày mai bác gửi lại nha, bác gửi lại. Xong rồi cô này cũng chuyển luôn các bạn, chuyển luôn. Thì ngày mai á, ngày mai mới được cái ông này mới nhắn tin cho một cái tin nhắn về cho cô bé này. Cảm ơn bác đã, cảm ơn con đã làm một hành động rất là nhân văn, đó là cứu bác trong cái giai đoạn khó khăn vân vân và vân vân. Thì cô bé này là một cô bé tiếp tân được một cái ông mà giống như chủ tịch hội đồng quản trị hay một người giàu có nhắn tin các bạn, rất là vui mừng, rất là vui sướng các bạn, sướng lắm. Được lừa mà sướng các bạn, đừng nghe tới lừa cứu nhưng mà sướng. Cái cô nhã này mới thấy, ủa sao này mày vui chưa, nói dạ hôm nay là con được được bác bố của chị Vân Anh nhắn tin cảm ơn này này nọ, trời ơi cô bác ân cần thăm hỏi này nọ, mà có vụ gì mà thăm hỏi này, dạ hôm qua em chuyển cho bác là 300 triệu là bác đi mổ này này nọ, bác cảm ơn quá trời. Rồi bắt đầu nghi ngờ, cô này bắt đầu nghi ngờ.
cô này bắt đầu mới đi moi thông tin, đi kiểm tra thông tin này có chính xác hay không. Mà cô này mới gọi điện cho thằng chồng của cái thằng chồng á, cái thằng mà thằng chồng mà là thằng chồng là lấy luôn á, là mày hỏi cái con này tất cả những cái câu hỏi sau cho tao, 1, 2, 3, 4, 5, mày hỏi thử coi nó trả lời như thế nào. Thì theo cơ bản, theo phán đoán của cô nhà này, đó là lừa đảo là 99% rồi. Lừa đảo 99% rồi. Thì sau đó cô này mới bắt đầu moi thông tin, đi tìm hiểu thông tin, tìm nguồn thông tin để điều tra. Thì các bạn biết rồi đó, số tài khoản có thể là nhờ mối quan hệ, có thể sao kê ra được cái số tài khoản ngân hàng, là để biết được cái gì. Thì mới biết được toàn bộ tài sản, tiền tài, tất cả những thứ cái gì của cô gái này đều là giả hết. Biệt thự ở ngoài Hà Nội là thuê 60 triệu một tháng. 2 căn hộ ở Vinhome Central Park là thuê theo ngày, một ngày đó 150 đô, mà nó thuê đâu mấy tháng trời á. Một thuê xe, xe sang thì cứ thuê ngày 10 đến 15 triệu. Xe là xe sang thuê từ ngày 10 đến 15 triệu. Toàn bộ hàng mà túi xách, đồng hồ này nọ là hàng fake hết. Hàng fake, có cái hàng cũ, có một vài món nhỏ xíu là hàng tiền, còn lại là hàng fake. Nghe chưa? Toàn bộ cái đám cưới đó là diễn viên 100% hết mà. Bố mẹ cũng đi thuê, diễn viên đi thuê, đàn gái đi thuê. Toàn bộ vàng mà tặng ở trong đám cưới là hàng giả hết luôn. Toàn bộ xe mà xe tặng ở trong đám cưới là xe thuê luôn. Nói chung là không có cái gì là thật hết. Không có gì hết. Và để tạo ra một cái kịch bản triệu đô như này, để tạo ra được một cái kịch bản triệu đô như thế này thì xứng đáng được lừa. Quá xứng đáng các bạn ạ. Tạo ra một cái kịch bản nó quá kinh khủng. Cái này có thể tạo ra được một bộ phim mà có thể là hấp dẫn thế giới, chứ không phải là hấp dẫn Việt Nam không đâu. Nha. Nghe. Nếu tạo ra được một bộ phim thì về cơ bản là hấp dẫn cả khán giả thế giới, và những bài báo, các một số bài báo ở nước ngoài đã giật tít về. Một số bài báo ở nước ngoài đã giật tít về cái câu chuyện của Việt Nam, tại vì nó kinh điển quá. Nó hoàn hảo từng milimet, từng chi tiết. Và đặc biệt những cô này có khả năng nắm bắt tâm lý người đối phương và lừa ai á, thì người đó cứ giữ vững cái niềm tin ở trong người, là không có nói cho người ta biết. Có nghĩa là nó lừa cái con này, nó nói là mày, em hãy giữ bí mật này cho, đừng có nói cho ai biết, đừng có nói cho ai biết cái điều này. Và ai cũng giữ cái bí mật riêng mình, không ai có nói cho ai biết hết các bạn. Ai cũng bị lừa, nhưng ai cũng ôm ở trong lòng. Và sau cái điều tra ra thì hàng trăm người bị lừa nha các bạn. Hàng trăm người bị lừa. Và số tiền bây giờ hơn 100 tỷ rồi. Chứ không phải gia đình này có 17 tỷ đâu. Gia đình này thì tổng có 17 tỷ thôi. Nhưng mà tổng cái nạn nhân bây giờ là khoảng 10. Khoảng là cả trăm tỷ đó. Trăm tỷ đó là chưa có moi hết tất cả những nạn nhân. Cả trăm tỷ chưa moi hết các nạn nhân nha các bạn. Thì vừa rồi có một bài báo là moi ra cái cô này năm ngoái mới cưới một chàng trai khác này, ở trong rừng này. Cưới một cái chàng trai khác ở trong rừng mà tôi chưa kịp đọc là cái chàng trai này là như thế nào. Mới cưới thêm một chàng trai mới. Thì cô này á, cái vụ lừa này cũng đã vài năm rồi. Mà lẽ ra cổ không có bươi ra ngoài đâu. Nhưng mà do cổ đang đi lừa tiếp tục, cho nên gia đình này mới bắt đầu khui ra để mọi người cảnh giác. Nói chung là có một bộ óc siêu phàm và có khả năng liên kết mọi thứ, nó logic khoa học một cách kinh khủng các bạn ơi. Tất cả mọi thứ đều logic, lừa 100%, nhưng tất cả đều logic. Nha. Tạo ra một cái vỏ bọc hoàn hảo và làm cho người đối phương hầu như là tin tuyệt đối. Người ta có khả năng liên kết tất cả những cái mối quan hệ. Các bạn biết có hàng trăm cái mối quan hệ, có hàng trăm cái câu chuyện hàng ngày, nhưng tất cả những cái câu chuyện đó đều logic hết, và người đối phương đều cảm thấy hợp lý hết. Và tất cả những cái người mà bị lừa thì đều
đều giữ khư khư cái nỗi niềm trong lòng mà không ai kể cho người kia bị nghe, không ai kể cho người kia nghe hết. Cuối cùng cả làng bị lừa hết, cả làng bị lừa. Thì ở Việt Nam mình có những cái chuyện mà nó gọi là phi khoa học, viễn tưởng, nhưng người ta vẫn tin tưởng, giống như là ông Võ Hoàng Yên các bạn, chữa bệnh câm điếc mà bóp cổ xong rồi người ta nói được, câm điếc bẩm sinh mà bóp cổ xong rồi nói được, ông Võ Hoàng Yên. Rồi rồi ông Nội Kiệt vậy đó, mà chưởng một cái mà điện phóng ra ngoài ngoài trời ngoài ngoài đó, ông gì ông Kiệt vậy đó. Nói chung là Võ Hoàng Yên này, ông Kiệt nè, nói những cái câu chuyện mà là viễn tưởng phi khoa học nhưng người ta vẫn sẵn sàng nghe. Các bạn biết không, cuộc sống con người bây giờ đó, vụ này có thật không anh, nó thật không chứ sao không thật, cái vụ này bị lừa rồi mà sao không? Kiệt lặc à, ông Kiệt ấy gọi là võ mà võ điện các bạn, võ điện. Rồi ông Nội Võ Hoàng Yên là chữa bệnh câm điếc bằng bóp gì đó, bóp bóp hồi bẻ cổ con người ta chết luôn. Nói chung có những cái chuyện mà phi khoa học, viễn tưởng nhưng người ta vẫn tin tưởng được. Mà riêng cái vụ 17 tỷ này thì xứng đáng, hãy dành một tràng vỗ tay cho cô gái này, tại vì cô tạo ra một cái kịch bản quá hoàn hảo. Mà không phải lừa một cái gia đình nhà này không, không phải lừa một cái gia đình này không, mà họ, cô này có lừa cả hàng trăm người khác nhau, hàng trăm người khác nhau. Hiện tại thì chưa có bắt, các bạn biết không, hiện tại thì chưa có bắt, hiện tại chưa có bắt, mà tại vì á, là ở Việt Nam mình muốn bắt ai á, thì người ta phải tố cáo, người ta phải tố cáo trước, và sau đó công an vào cuộc để kiểm tra tất cả cái hồ sơ sổ sách này nọ này, để bắt một con người nó không có đơn giản. Mà những cái câu chuyện này á, thì về cơ bản nếu mà không chứng minh được lừa đảo mà chuyển qua dân sự á, là chỉ có thỏa thuận với nhau thôi, không? Cho nên là để bắt một con người không hề đơn giản các bạn, để bắt một con người không hề đơn giản. Không biết có bắt được hay không, có thể có bắt được hay không, đó là việc của cơ quan điều tra nha các bạn. Được chưa? Có người tố cáo, cơ quan công an điều tra vào cuộc và kết luận của cơ quan điều tra thì lúc đó mới bắt được, chứ không phải muốn bắt là bắt đâu nha các bạn. Anh phốt giùm em pha lừa đảo mua căn hộ Vin quận 9 luôn được không? Nhà thằng bạn em bị lừa gần 2 tỷ, bằng chứng em sẽ cung cấp đầy đủ luôn. Rồi mời Lê Bảo này, mua Vin City mà cũng bị lừa 2 tỷ nè. Rất là dễ bị lừa nha. Siêu lừa. Cho nên mới có cái lớp học là từ hai bàn tay trắng tạo nên đống nợ. Võ Hoàng Yên cũng bị kiện đó mà có sao đâu, đúng rồi đó, có sao đâu. Võ Hoàng Yên cũng bị kiện mà có sao đâu các bạn, hiểu không? Cho nên là khi một cái trường hợp nào đó mà bị lừa đảo thì đầu tiên là phải có một cái đơn là tố giác tội phạm. Đơn tố giác tội phạm này lên cơ quan công an mới xem xét tất cả những cái video và chứng cứ. Mà tất cả những cái lượt chuyển tiền này các bạn biết không? Lượt chuyển tiền này thì cô gái này đọc một chiêu, đọc một cái là cổ không bao giờ lấy tài khoản cá nhân của cổ nhận tiền, mà một người thứ ba nhận tiền. Cứ một lần nhận tiền như vậy là cổ cho cái người kia 5-10 triệu, 10-20 triệu như vậy. Cứ một lần nhận tiền như vậy là cổ cho cái người nhận tiền giùm. Cổ không bao giờ cổ nhận trực tiếp nha các bạn. Đọc như vậy. Cô này có cái tính như vậy, cho nên là trường hợp này á, mà điều tra ra mà tiền cô này không nhận trực tiếp là để chứng minh cái điều này còn rất là khó nha các bạn, chứ không hề đơn giản đâu. Không hề đơn giản. Cho nên là để chứng minh được một người lừa đảo ở luật Việt Nam không hề đơn giản đâu. Biết là người ta lừa rồi đó, nhưng mà để cơ quan điều tra vào như nào, chứ không phải là muốn bắt là bắt đâu nha các bạn. Các công ty mở ra để thu hút vốn đầu tư qua hợp đồng hợp tác đầu tư, sau đó mất hút luôn thì cũng là một hình thức lừa đảo, nhưng mà
lừa đảo hợp pháp. Cái này là lừa đảo có kế hoạch. Người ta mở ra một cái dự án đầu tư và sau đó là cho cái dự án nó thất bại. Đấy chưa? Cho cái dự án nó thất bại luôn. Câu chuyện này có thiệt nha các bạn, chứ không phải là không có đâu nha. Câu chuyện này có thiệt nha. Tất cả khi người ta đã cố tình lừa mình rồi á, thì tất cả những cái hành động về cơ bản ban đầu là người ta đều tạo ra những cái, người ta có kế hoạch trước. Một cái hành động của chúng ta hiện tại như thế này, chúng ta làm một cái gì đó tự nhiên thì theo cái nhu cầu tự nhiên, chúng ta khát nước, chúng ta đi lấy nước uống, chúng ta đói, chúng ta bắt đầu đi ăn cơm, gọi là theo cái bản năng tự nhiên. Đúng chưa? Nhưng mà khi người ta lừa rồi thì người ta sẽ sắp xếp cho các bạn uống nước ở một cái khu vực nào, ăn cơm ở một khu vực nào. Đúng chưa? Người ta sẽ sắp xếp những cái câu chuyện sắp tới sẽ diễn ra như thế nào cho mình. Đúng chưa? Cho nên là để bắt được một người như này không hề đơn giản nha. Cho nên mới có cái lớp là từ hai bàn tay trắng tạo nên đống nợ của Dr. Housing. Tháng 10 này Dr. Housing tổ chức cái lớp từ hai bàn tay trắng tạo nên đống nợ, chuyên trị các cái mô hình lừa đảo, chuyên trị các cái mô hình kinh doanh lừa đảo này. Dạy online, bạn nào thích học thì đăng ký học nha. Dạy online dành cho các bạn luôn. Nếu mà trốn được ra nước ngoài thì ok rồi. Trốn ra nước ngoài thì là gần như giải thoát. Dễ gì bắt được ra nước ngoài. Những người nhận 300k tiệc cưới của cô gái này có bị phạm pháp không? Không phạm pháp các bạn ạ. Người ta được mời đi ăn mà gì đâu phạm pháp. Người ta thuê được mời đến ăn, ăn mặc đẹp mà mời đến ăn và nhận tiền về. Không có đăng ký như thế nào ở Minh Hải. Minh Hải nhấp vô tài khoản có cái đường link đó nè. Nguyễn Tuấn chưa. Mới có 11 giờ Nguyễn Tuấn, chúng ta thường live tới 12 giờ mà. Ok. Nhấp vô tài khoản Nguyễn Mai. Đây là một cái câu chuyện gần như là phi thực tế nhưng mà nó vẫn diễn ra. Cho nên là trong cuộc sống thất bại là mẹ thành công, lừa đảo là giúp cho chúng ta trưởng thành hơn trong cuộc sống. Nhưng một người đừng có quá nhiều bà mẹ quá nha. Nhiều mẹ quá không có tốt đâu. Nhiều mẹ quá không có tốt. Thấy chưa? Khởi nghiệp bằng nghề bất động sản có thành công được không anh? Khởi nghiệp bằng nghề gì cũng có khả năng thành công và thất bại. Các bạn hiểu không? Khởi nghiệp bằng nghề gì cũng có khả năng thành công và thất bại. Quan trọng nhất bạn chuẩn bị kiến thức ở lĩnh vực đó như thế nào. Bạn chuẩn bị tâm lý về lĩnh vực đó như thế nào. Bạn hiểu biết gì về thị trường, bạn hiểu biết gì về sản phẩm. Và bạn có khả năng bán hàng bất cứ một cái sản phẩm đó như thế nào. Còn bất cứ một sản phẩm nào cũng có khả năng thành công và thất bại. Thấy chưa? Bất cứ một sản phẩm nào cũng thành công và thất bại. Chứ không thể nào là lĩnh vực này có thành công, lĩnh vực kia thất bại, không phải. Ngày xưa các bạn, ngày xưa mà làm nghề mà làm nail này, làm tóc này, làm này nó rất là khó giàu có. Nhưng hiện tại những nghề đó là rất là dễ kiếm tiền. Và họ có khả năng giàu có từ lĩnh vực đó luôn. Và họ có thể xây dựng thành chuỗi được. Một số chuỗi mà làm tóc người ta cũng rất là thành công các bạn. Ngày xưa cách đây khoảng 5 năm đổ về trước ở những loại hình như này là để kiếm tiền nhiều cực kỳ khó luôn. Nhưng hiện tại bất cứ một mô hình kinh doanh nào đó, chúng ta chuyên nghiệp hóa cái mô hình đó, quản lý bằng công nghệ thông tin và sử dụng cái đầu của mình quản trị thì về cơ bản đều thành công. Bất cứ một cái sản phẩm nào đó đều có khả năng giàu có trong cái lĩnh vực của nó. Mà chúng ta phải có khả năng quản trị nó, chúng ta phải hiểu biết về nó, chúng ta phải có khả năng bán hàng về nó, có khả năng marketing về nó. Ok chưa? Chứ không phải là bất cứ một cái sản phẩm nào có sản phẩm. Bây giờ các bạn đã thấy người ta kinh doanh rất là giàu có từ rất là nhiều cái lĩnh vực. Tôi đi tư vấn gặp trực tiếp các bạn đi tư vấn có rất nhiều cái hình thức làm giàu ngộ lắm. Rồi ví dụ như này. Có một cô bé mà chỉ mở ra cái dịch vụ như này nè, là chuyên nhận hàng đi vận chuyển quốc tế. Ví dụ như bạn muốn gửi một cái món quà gì đó cho người thân ở bên nước ngoài á, gửi hàng quốc tế. Thì rất là nhiều người không biết được quy trình gửi hàng quốc tế ra như thế nào. Thì có rất là nhiều công ty gửi hàng quốc tế nhưng mà người ta
lớn rồi người ta không có quảng cáo rầm rộ, người ta chỉ làm những cái deal lớn thôi, ví dụ như DHL, người ta chỉ làm những cái công ty lớn thôi. Còn trường hợp những nhỏ vận chuyển một vài cái món quà nhỏ nhỏ xuyên biên giới thì người ta không có quan tâm. Thì cổ chỉ làm cái dịch vụ á là đi ăn tiền chênh lệch tức của tất cả những cái hàng hóa gửi ở từ Việt Nam mình xong rồi lại đưa qua cho DHL, DHL làm cái việc còn lại, người ta chỉ cắt cái phần phần trăm lợi nhuận như vậy thôi. Mà cổ làm rất là tốt nha bạn, thu nhập của cổ gần 100 triệu một tháng luôn. Khủng khiếp nha. Có rất nhiều mức mô hình kinh doanh lạ lạ mà tôi đi đi tư vấn về tài chính và tôi được gặp, tôi đi tư vấn về bất động sản. Những cô này là cổ rành trong cái lĩnh vực kinh doanh, và khi cổ đầu tư bất động sản, cổ không có rành thì cổ phải book tôi để tôi tư vấn. Cổ nắm ở trong tay gần cả triệu đô tiền mặt. Khủng khiếp nha, doanh nghiệp cổ cũng lớn nha. Rồi một bạn là kinh doanh quần áo cũng rất là thành công, tạo ra một cái thương hiệu cho bản thân mình, và sau đó nhờ các cái xưởng gia công cái thương hiệu của mình, và sau đó cổ bán online và offline rất là thành công ha. Đó là xây dựng thương hiệu cá nhân, xây dựng quy trình bán hàng, xây dựng thương hiệu cho chính bản thân mình, bán hàng online offline, thấy không? Về Phương Hằng thì chắc anh không có chia sẻ đâu nha. Trường hợp này thì anh không có chia sẻ đâu. Cho em hỏi khi mua bán bất động sản thì đóng thuế thu nhập cá nhân như? Cho em hỏi khi đang mua bán bất động sản thì đóng thuế trích thu nhập cá nhân như cá nhân hay tính thuế vào? Đóng thuế thu nhập cá nhân các bạn. Bất động sản á, một cái bất động sản mua thì đóng thuế thu nhập cá nhân nè, và nếu trường hợp bạn có một cái bất động sản duy nhất thì các bạn không phải đóng cái thuế đó nha. Nếu chúng ta có một cái bất động sản duy nhất thì chúng ta không cần đóng thuế nha, được miễn. Cho nên là bạn nào có một căn nhà duy nhất á, thì lên phường xã làm một cái giấy chứng nhận đó là căn nhà duy nhất thì được miễn thuế đóng thu nhập cá nhân 2% trên giá bán, 2% nha. Rồi thuế mua bán cái nhà là có thêm cái thuế trước bạ nữa, 0,5%, 0,05% trên giá bán nữa, 0,05%. Còn thuế thu nhập cá nhân là 2% trên giá bán, ok chưa? Trường hợp bạn mà bán là phải đóng thuế bình thường thôi. Lưu Nguyễn Phát hôm nào rảnh về cuộc đời anh thành công và thất bại. Ok. Không có lâu đâu. Ngày xưa tôi bán nhà, tôi làm cái giấy. Tôi làm cái giấy là xong nha các bạn. Làm cái giấy là được rồi. Nhiều bạn hỏi tôi kinh doanh cái gì nha. Thì hiện tại thì tôi có hai cái doanh nghiệp về ngành vật liệu xây dựng nha các bạn. Tôi bán bê tông tươi và xi măng nha các bạn. Thì nhiều bạn tưởng là tôi thất nghiệp. Nhưng mà tôi đang bán xi măng công nghiệp. Xi măng công nghiệp là xi măng dùng để trộn bê tông tươi, và tôi có một cái công ty chuyên về bê tông tươi nha. Cho nên là trên online này tôi không có chào bán sản phẩm, lý do những cái sản phẩm của tôi thì hầu như không có tác dụng trên cái live stream này lắm, thì các bạn biết tôi làm cái đó được rồi. Còn tại sao tôi tư vấn được tài chính chứng khoán bất động sản, tại vì tôi có đầu tư về chứng khoán, đầu tư về bất động sản, và tôi quản trị doanh nghiệp được, tôi quản trị doanh nghiệp, tôi quản lý doanh nghiệp, doanh thu cũng cả trăm tỷ, cho nên là tôi mới có kinh nghiệm để chia sẻ cho các bạn nha. Chứ không phải là tôi đi cấp nhặt ở đâu, mà đây là những cái kinh nghiệm mà tôi đã làm qua rồi, và tôi chắc lọc những cái gì mà nó hay ho thì tôi nói cho các bạn nghe. Ý em hỏi là có bất động sản đứng tên công ty của em thì bán em tốn thuế thế nào? Riêng công ty á, là thuế thu nhập doanh nghiệp nha các bạn, chứ không phải thuế thu nhập cá nhân. Thuế thu nhập doanh nghiệp rất là cao, 21-22% á, 21% á, chứ không phải là 22% đâu nha. Cho nên là bất động sản các bạn mua mà đứng tên công ty rất là phức tạp nha. Bên cạnh đó còn 10% VAT và 20% thuế thu nhập doanh nghiệp đó. Cái này kế toán nó làm thì tôi tổng tổng cả thuế thu nhập doanh nghiệp lẫn VAT nó khoảng 30-31% vậy đó, khoảng đó. Kế toán tôi làm thôi nha. Cho nên các bạn lưu ý cái thuế này nha, đứng tên công ty thì mua bán rất là phức tạp.
đóng thuế cao vậy đó. Ví dụ các bạn 10 tỷ, các bạn mua 3 tỷ, các bạn bán 10 tỷ, các bạn bán 10 tỷ thì riêng 7 tỷ này các bạn phải đóng tổng cộng đâu khoảng 30% của 7 tỷ. 7321 là gần 2 tỷ mốt các bạn. Các bạn phải đóng thuế gần 2 tỷ mốt. Báo cáo cái thuế thu nhập doanh nghiệp, cái thuế thu nhập doanh nghiệp ở bất động sản là thuế thu nhập doanh nghiệp ở bất động sản là nó đánh lên luôn các bạn. Nó còn thêm cái VAT 10%, 22%. Rồi. Thì sắp tới sẽ là tôi sẽ đánh giá sơ bộ một cái dự án gọi là dự án nó đang của Phú Long Canton North đang đổi thành Sentosa. Canton North là tôi sắp tới đổi thành Sentosa, thì tôi sẽ nói về lịch sử một chút xíu về căn hộ này. Còn ở trên livestream mà trên video thì tôi không đưa ra lời khuyên dành cho các bạn là mua hay không mua, mà các bạn muốn đánh giá một cái dự án nào đó mà dự án bất động sản đó đang bán trên thị trường á, thì có thể là liên hệ với kênh để tôi phân tích riêng với bạn nha. Còn những dự án nó đang bán thì tôi không có phân tích được nên này ưu và khuyết điểm trên livestream được. Tại vì tôi lôi khuyết điểm ra thì người ta không có bán được đâu nha. Tôi lôi khuyết điểm ra thì người ta không bán được, cho nên là những thông tin rất là nhạy cảm. Thì còn các bạn mà có nhu cầu phân tích thì có thể liên hệ với kênh để tôi có thể phân tích trực tiếp cho các bạn nha. Có thể qua điện thoại hoặc là trực tiếp. Phí là 2 triệu trên một bất động sản nha. Phí 2 triệu nha. Đợt này nó siết tín dụng bất động sản cho nên là hàng bất động sản bán ra rất khó. Hiện tại bất động sản bán ra cực kỳ khó luôn các bạn. Cho nên là các bạn lưu ý hiện tại là hàng ngộp cũng rất là nhiều nha. Rất là nhiều người ngộp bất động sản. Thì vừa rồi tôi tính giới thiệu bất động sản giùm mọi người, nhưng mà hiện tại tôi rất là bận, cho nên là tôi sắp tới tôi sẽ làm cái gì mụ như này nè. Tôi sẽ đi quay, tôi sẽ đi review những bất động sản nào mà pháp lý ổn định, nằm pháp lý là một nè. Pháp lý, quy hoạch, giá bán phù hợp á, thì tôi sẽ đi review cái bất động sản đó dành cho các bạn, và tôi làm video và tôi up lên cái YouTube của kênh này, của kênh Dr. Housing. Và các bạn có thể dùng link đó để chào, và tôi đưa số điện thoại của chủ nhà lên trên cái video đó luôn. Thì tôi thu phí một cái video như phải khoảng 5 đến 10 triệu một video đó, thì tôi sẽ đi review cho các bạn. Thì bạn nào mà muốn bán bất động sản mà muốn review cái bất động sản của mình á, thì có thể là inbox lên kênh nha, để tôi sắp xếp. Tôi thì hiện tại cũng có nhiều người đang nhờ tôi làm như này. Tôi sẽ tạo ra một cái video, được chưa? Tôi sẽ đi kiểm chứng cái bất động sản này xong, tôi sẽ kiểm tra pháp lý, vị trí và tất cả mọi thứ, và tôi sẽ đánh giá cái bất động sản này ở khu vực này ưu và khuyết điểm gì đó. Xong rồi tôi đưa số điện thoại của chủ nhà lên luôn nha. Tôi không có ăn môi giới, tôi không có thời gian đi môi giới bất động sản các bạn, tôi không muốn môi giới. Thì tôi đưa cái video này lên trên cái kênh YouTube. Thì bạn nào muốn bán bất động sản, có thể là muốn nhờ tôi review thì có thể là đăng ký kênh nha. Ở trong thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 5 triệu một video, ở gần 5 triệu, còn ở xa thì khoảng 10 triệu một video. Được chưa? Cái này là tôi đăng lên YouTube nha. Rồi các bạn muốn nghe nhạc mời các bạn nghe bài nhạc đây. À tháng 10 này có cái lớp online từ hai bàn tay trắng tạo nên đống nợ nè. Các bạn có thể tôi đăng ký học nè. Gọi là cảnh báo lừa đảo cho tất cả các mọi người. Còn là tháng 12 có lớp bất động sản. Các bạn có muốn nghe nhạc không? Mời các bạn nghe nhạc xíu nha. Môi giới bất động sản có bị dính luật không anh? Môi giới bất động sản thì không sao các bạn. Môi giới bất động sản thì bình thường mà. Các bạn đi học các bạn môi giới đi. Cầu Đò Mỹ Phước dự án này. Dự án này tôi cũng biết nhưng mà tôi chưa có nghiên cứu kỹ lắm các bạn ơi. Cứ khi xuống tiền các bạn có thể là nhờ thôi.
Em có một bất động sản ở Đồng Nai làm giúp em được không? Bình Nguyên. Ok bạn. Bạn có thể inbox ở kênh để số điện thoại thì đăng ký đi để tôi sẽ sắp lịch để tôi đi review cho bạn nha. Nhưng mà tốn tiền nha, làm miễn phí tôi không có làm đâu. Linh My đăng ký lớp từ hai bàn tay trắng tạo nên đống nợ trên trên link nha. Dự án Kim Quanh gần cầu Đò Mỹ Phước có khả thi không? Cái dự án này thì tôi biết rồi, tôi có nắm bắt cái này rồi, nhưng mà tôi chưa có phân tích, chưa có nghiên cứu lắm, tại vì phải nghiên cứu mới biết được. Ok Bình Nguyên, liên hệ với số điện thoại trên cái kênh đó Bình Nguyên ơi. Xuống tôi làm cho một cái video clip để tôi giúp up lên YouTube, và tôi để số điện thoại của bạn ở trên đó luôn nha. Để các bạn liên hệ, người mua người bán liên hệ với nhau nha. Tôi không có liên quan, tôi không có làm môi giới được nha bạn, tôi không có thời gian. Nó gọi điện tôi cháy máy luôn, tôi mệt lắm nha. Tôi không có làm môi giới mà tôi sẽ đi review giúp cho các bạn. Ok chưa? Lớp học 990 nha Lan Anh, là anh. Ok, xem các bạn nào. Cho em hỏi đất ruộng có cất nhà được không anh? Về cơ bản đất ruộng không cất nhà được nha. Đó là về luật, khi mình làm trái luật thôi. Còn về cơ bản luật là đất ruộng không làm được nhà, trừ khi chúng ta chuyển lên thổ cư thì mới làm nhà được. Đó là luật. Làm vậy co chết hết. Chỉ có một vài căn thôi chứ đâu hết cái đất nước này đâu Bạch Nguyễn ơi, cứ làm được có một vài căn chứ nhiều đâu. Không được vụ sập sàn của Metropole của Central. Cái này biết, cái này là sập sàn đang đổ bê tông tươi nha các bạn. Thì tôi làm nghề cái nghề bê tông tươi nha các bạn. Tôi cũng đã đổ bê tông tươi rất nhiều, thì việc sập sàn này rất là nguy hiểm nha các bạn. Thì nguồn gốc của tôi là nghề bê tông tươi nha các bạn. Bê tông tươi thì cái việc mà đổ bê tông tươi cực kỳ nguy hiểm luôn. Tại vì nó đổ khi đổ lên một cái sàn cao, nó không có bơm. Nó có một cái bơm đẩy bê tông lên tất cả cái sàn đó. Cho nó có cái sự co giật. Nó phải có cái lực co giật để lấy đà đẩy cái bê tông tươi lên. Cho nên những cái dàn, những cái công trình mà làm dàn giáo không có chắc là rất là dễ bị sập. Thì ngày xưa cái công trình mà ở cái tòa nhà ở Vivo City, các bạn biết Vivo City là ngày xưa nó giật, nó đổ một cái sàn mấy trăm mét vuông, mà đợt đó đi khá nhiều luôn nha. Cúp pha đúng rồi, cúp pha. Nguyễn Đức Thành. Vì các bản luật áp dụng thuế về bất động sản nó đang trình, chưa có thông qua, nhưng mà theo tôi nghĩ dự đoán là 90% sẽ được thông qua, để hạn chế người ta đầu cơ bất động sản và giúp cho tất cả những nhà người mua bất động sản sở hữu thực dễ dàng mua hơn. Và tôi hy vọng rằng sắp tới nhà nước sẽ triển khai cái nhà ở xã hội trên toàn quốc để cho tất cả mọi người dễ tiếp cận với bất động sản hơn nha. Tôi hy vọng như vậy. Tôi hy vọng là nhà nước chúng ta sẽ làm được nhà ở xã hội để công nhân có nhà ở nha. Cái nhà 30 mét vuông một trệt một lầu là tổng cộng 60 mét vuông cũng được, giống như cái nhà ở xã hội ở BKMX Bình Dương người ta làm rất là tốt các bạn, làm rất tốt luôn nha. Không liên quan nhưng mà anh em xây dựng chỗ em toàn follow anh, cảm ơn em rất là nhiều nha. Cần Thơ là một vị trí tiềm năng nha bạn. Cần Thơ rất là tốt đó. Bạn mà đầu tư ở Cần Thơ cũng rất tốt. Cần Thơ gọi là trung tâm của lục tỉnh miền Tây nha bạn. Lục tỉnh miền Tây là trung tâm lục tỉnh miền Tây. Và sau này tuyến cao tốc nối thành phố Hồ Chí Minh về Cần Thơ là một. Thứ hai nữa, tuyến đường sắt sẽ nối từ thành phố Hồ Chí Minh về Cần Thơ luôn. Đường sắt nha bạn, nối đường sắt luôn. Cho nên là Cần Thơ là một vị trí tiềm năng. Ok chưa? Những cái dự án nó đang mở bán giống như là Mary rồi Aqua City này nọ thì tôi không có dám đụng vô đâu, lớn quá. Anh là dân vật liệu xây dựng cho nên là rất rành về ngành xây dựng các bạn. Ngày xưa tôi có một cái công ty thiết kế nội thất nữa, cho nên là về xây dựng nội thất và các vật liệu trong gia đình nhà là tôi rất là rành. Vật liệu thô thì có sắt thép bê tông cọc nha, sắt thép bê tông cọc. Vật liệu xây hoàn thiện thì có gạch, có cát này nọ vân vân. Vật liệu xây dựng hoàn thiện thì có cát, có
có gạch, có thiết bị vệ sinh, có sơn, có thạch cao, có ngói này nọ, thì tất cả những cái loại vật liệu đó hầu như tôi rành, tôi rất là rành. Có cái hệ nhôm kính, hệ cửa này nọ thì rất là tôi rành, cho nên là nói về ngành vật liệu xây dựng nói chung và ngành ngành xây dựng nói chung thì tôi rất là hiểu. Thì tôi hiện tại tôi đang có hai cái công ty chuyên cung cấp vật liệu xây dựng công nghiệp nha, chứ không có xi măng công nghiệp nha, cho nên là tôi có thể hiện tại tôi có hai cái công ty chuyên về ngành vật liệu xây dựng đó. Công việc hiện tại của tôi là giám đốc nha, thì tôi triển khai cái nhân viên làm, thì khi rảnh thì tôi bắt đầu tôi đầu tư bất động sản. Thì đầu tư bất động sản thì riết rồi mới có kinh nghiệm. Tôi đầu tư bất động sản cũng hơn 10 năm nay rồi nha, thì tôi mới có kinh nghiệm, mà lúc đó mới chia sẻ. Còn tại sao tôi chia sẻ được kiến thức tài chính về công ty, lý do tôi quản lý công ty, thì tôi mới có kiến thức để tôi nói chuyện với các bạn, ok nha. Rồi về cái vụ mà bê tông mà sập ở Metropolis này nè, thì đây là do có pha yếu các bạn. Có pha yếu là một, thứ hai là biện pháp thi công không 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 đạt, có thể là co giật của cái bơm nó quá lớn nha. Hệ thống cốt pha không không chắc là dễ dễ bị sập lắm. Thì ở ở ở Sài Gòn này sập rất nhiều. Ngày xưa cái sàn Vivo City ở dưới quận 7 á là cũng cũng đi rất là nặng nha. Rồi ở ở một cái chung cư gì ở bên 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 quận quận 6 hồi đó cũng dính một lần rất là lớn nha. Nó sập một cái sàn khủng khiếp luôn. Đó nha. Crypto cũng biết nha mày, cũng cũng có chơi luôn nha. Không đâu, 1232 có đầu tư dự án lần nào chưa? Tôi có đầu tư dự án nhưng mà phải có lựa chọn nha bạn, phải có lựa chọn. Tiền mình gửi ngân hàng mà bị lạm phát thì mình phải chịu thiệt thôi nha, mình phải chịu thiệt thôi. Thẩm định tài sản nhà ở anh có sách không? Thì vừa rồi tôi mới gặp với tổng biên tập nhà sách Văn Lang. Tổng biên tập nhà sách Văn Lang thì cũng là thần tượng của kênh tôi, cũng thường xuyên cày cày view cho kênh Doctor Housing. Thì sắp tới sẽ được tổng hợp tất cả những cái kiến thức đầu tư bất động sản của tôi tạo ra một cuốn sách. Thì các bạn đợi đi, rồi tôi ra cái cuốn sách đó thì các bạn đọc, thì các bạn học hỏi được kinh nghiệm nào. Tổng biên tập nha bạn đã liên hệ với tôi để tổng hợp tất cả những cái kiến thức về đầu tư bất động sản đó. Nên mua đất nền hay dự án, cái này là lựa chọn, cái này là phân tích, cái này là phán đoán, cái này là kiểm chứng nha nha, chứ không phải là đầu tư đất nền hay đầu tư dự án đều ấy. Nhưng mà cái khả năng phân tích của một cái dự án như thế nào, bạn phải có cái khả năng đó thì bạn mới mới trả lời được. Hoàng Ngọc, ok thì anh cố gắng nha. Má, cái này cũng là một cái kiến thức khổng lồ, thì tôi cũng đang cố gắng gói gọn cho một cuốn sách dành cho các bạn, mà không biết có đến đâu không nữa, thì tôi đang cố gắng nha. Thì đã nhận được lời mời từ 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 nhà phát hành sách rồi đó, nhưng mà đến tới đâu thì các bạn đợi đi, chứ tôi cũng không có hứa sớm được nha. Đất dự án có dính quy hoạch hay không? Về cơ bản nếu mà dự án đàng hoàng thì không bao giờ dính quy hoạch. Quy hoạch là gì? Quy hoạch là nó tạo ra cái dự án đó rồi đó, làm sao còn cái dự án này nữa nha. Nó lấy đất để tạo ra dự án thì không còn quy hoạch nữa, là quy hoạch dự án rồi. Cao tốc Dầu Dây Đà Lạt thì cao tốc này chắc còn lâu quá. Cao tốc cần thiết nhất hiện tại đó là cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Đây là tuyến cao tốc giao thương cực lớn của ba tỉnh miền Đông Nam Bộ là Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là tuyến cao tốc cực kỳ quan trọng, và lúc sân bay Long Thành đi vào hoạt động thì đây là cao tốc huyết mạch, và đặc biệt nhất là cảng quốc tế Long Thành, cảng quốc tế Thị Vải, rồi hệ thống cảng quốc tế Cái Mép, cảng quốc tế Hiệp Phước, cảng quốc tế Cát Lái sẽ được liên kết với nhau, tạo từ cái cao tốc Long Thành Dầu Dây và Biên Hòa Vũng Tàu. Thì đây là dồn tiền cho cao tốc này trước. Cao tốc thứ hai mà chính phủ đang muốn làm đó là cao tốc Biên Buôn Mê Thuột và Nha Trang, là cao tốc thứ hai. Cao tốc thứ ba đó là tuyến cao tốc dọc đất nước, đó là Dầu Dây Phan Thiết và Phan Thiết Vĩnh Hảo. Những cái cao tốc dọc đất nước sẽ được ưu tiên trước. Còn tuyến cao tốc ở ở Trân Thành đi Đắk Nông
Thành phố Hồ Chí Minh Trân Thành, Trân Thành đi Đắk Nông rồi cao tốc là Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài thì rất là cũng rất là cần thiết các bạn, nhưng mà không biết bao giờ thì vốn nhà nước đổ về đây. Không không biết bao giờ vốn vốn nhà nước đổ về. Tất cả đều cấp thiết, cao tốc Dầu Dây, Bảo Lộc và Bảo Lộc, Bảo Lộc và Liên Khương đều cấp thiết hết luôn. Tại vì hệ thống giao thông của chúng ta quá tải, nhưng nguồn lực của nhà nước chúng ta đổ về ở đâu trước thì điều đó chúng ta đợi 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 chính phủ rót vốn. Về cơ bản Đắk Nông người đang rất là thiếu về cơ sở hạ tầng các bạn. Đắk Nông đang rất là thiếu. Đắk Nông hiện tại về cơ bản chỉ có nông nghiệp thôi, công nghiệp thì không có, du lịch thì chưa có được một cái gì hết, đường xá thì khá xa xôi cách trở, cho nên là cao tốc thì Đắk Nông cần một cái còn mấy cái cần một cái con đường để cần một cái giao thông để gây hít, chứ hiện tại thì tiềm năng rất là khó. Thì chúng ta đang đợi chính phủ. Nói chung tất cả các tuyến cao tốc của chúng ta đang rất là cần thiết nha các bạn, đang rất là cần thiết. Hy vọng chúng ta sẽ đủ tiền để làm cái việc đó. Và chúng ta bàn lên một chút xíu, ví dụ là vừa rồi cái video Lào phá sản đó. Lào phá sản thì video cũng gần 1 triệu view ở trên TikTok rồi, và cả gần 300.000 view ở trên Facebook. Thì Lào, cái con người Lào nó hiền hòa lắm các bạn ơi. Con người bên Lào, qua bên Lào toàn là người Việt Nam, Thái Lan và Trung Quốc đấu đá với nhau. Người Lào người ta làm bao nhiêu, người ta ăn với nhiêu, người ta liền khô. Rất là hiền, hiền hòa, dễ thương. Con gái Lào cũng đẹp gái, nó rất là dễ thương. Rồi dính một cái bẫy nợ rất là lớn, đó là bỏ ra gần 8 tỷ đô la để làm một cái tuyến đường sắt Côn Minh nối với Viên Chăn. Vay thêm cả chục tỷ đô để làm một đống cái tập thủy điện, hy vọng rằng trở thành một cái cục pin Đông Nam Á để bán pin ra toàn Đông Nam Á. Đất nước Lào là một đất nước có nền công nghiệp cực kỳ kém phát triển nha, điện đang sử dụng rất là ít, với hy vọng làm thủy điện để bán điện cho những nước xung quanh của chúng ta, bán cho Malaysia, Indo, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam và Trung Quốc. Mà cuối cùng có ai mua đâu, có ai mua, có mỗi Trung Quốc với Thái Lan mua với giá rẻ mạt, với giá rẻ mạt. Và hiện tại GDP của Lào một năm nó có 20 tỷ đô, mà mỗi năm trả nợ gần 1,2 tỷ đô, mà dư trữ ngoại hối của Lào hiện tại còn có 800 triệu đô, mà trong năm nay phải trả 1,2 tỷ đô, vậy đang thâm hụt ở đâu 400 triệu đô nữa. Mà dư trữ ngoại hối của một quốc gia là phải lớn hơn rất nhiều số tiền nợ, các bạn hiểu không? Dự trữ ngoại hối của một quốc gia phải lớn hơn hàng 10-20 lần lượng nợ. Còn đây mà dự trữ ngoại hối không đủ được trả nợ trong vòng một năm. GDP được có 20 tỷ mà nợ hết gần 14,5 tỷ rồi. Vậy mình có nên vay hay nhận đầu tư từ Trung Quốc hay không? Việc này phải cân nhắc. Một gia đình, một công ty hay một đất nước khi vay một nguồn vốn ở một vùng nào đó, một đất nước nào đó, chúng ta phải cân nhắc cái nguồn vốn này có hiệu quả hay không. Chúng ta đang có những nỗi đau đó, các Linh Hà Đông, nỗi đau cả tỷ đô năm đó, tỷ đô đó, cái này không. Hello Mainnet, khi chủ đầu tư hỗ trợ vay có nghĩa là về cơ bản đây là một phần hỗ trợ vốn, và khi bạn không kiểm soát được tài chính của bạn thì đây là một chiếc bẫy nha. Bạn kiểm soát được cảm xúc của bạn, kiểm soát được tài chính của bạn thì đây là nguồn tài trợ vốn tốt. Còn khi bạn không kiểm soát được thì đây là chiếc bẫy nợ. Thấy chưa? Du học Nhật Bản nhưng muốn về Cần Thơ, quan trọng như bạn về làm cái gì? Riêng vùng đất Cần Thơ thì ok, vùng đất đó ok, nhưng mà bạn phải xác định là về Cần Thơ làm cái gì nha. Bạn có mối quan hệ xã hội đó không, gia đình bạn bè đó hay không, hãy xác định điều đó trước nha. Tôi không làm kinh tế, chỉ nghe anh nói để hiểu thêm biết, cảm ơn bạn chưa đặt tên, nghe chưa.
Thì qua năm tôi sẽ làm cái chương trình mà từ hai bàn tay trắng tạo nên đống nợ dành cho sinh viên nha. Còn năm nay thì tôi làm thêm cái lần online nữa, thì bạn nào muốn đăng ký học thì vào tháng 10 đăng ký học ủng hộ. Lớp 10 tháng 12 thì lớp bất động sản. Tất cả kiến thức bất động sản. Đổi chủ đề lâu rồi nha bạn ơi. Hiện tại thấy có vài dự án phát triển tại Việt Nam có tài phiệt Trung Quốc rót vốn phát triển. Có, cái này có thiệt nha các bạn. Với các bạn có, năm sau nền kinh tế sẽ ổn định hay không? Nếu đất nước của chúng ta giữ vững được lập trường như này thì nền kinh tế của chúng ta sẽ ổn nha. Chúng ta đừng có vay nợ quá nhiều. Chúng ta đừng có vay nợ quá nhiều. Thì về cơ bản đất nước của Việt Nam ổn nha. Có lớp học online quốc tiếng, lớp học online vào tháng 10, 15, 16 tháng 10. Lớp từ hai bàn tay trắng tạo nên đống nợ đó, bạn nào học thì đăng ký nha. Còn bạn nào muốn 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 đánh giá bất động sản trước khi mua thì cũng đăng ký vào kênh nha. Ok chưa? Anh ơi, theo anh thì tầm này nên bán đi hay giữ lại bất động sản? Đỗ Hồng Linh. Thời điểm này á, để bán hay hay giữ lại bất động sản là một câu hỏi khó nha bạn, một câu hỏi khó. Nếu trường hợp bất động sản của bạn đẹp á, bất động sản bạn đẹp, bạn có thể giữ lại. Còn bất động sản của bạn mà không có đẹp, không có tiềm năng phát triển trong tương lai, thì bạn có thể là đổi bất động sản. Nhưng thanh khoản bất động sản hiện tại rất là khó, thanh khoản khó. Thì trường hợp thanh khoản khó thì bạn có nhu cầu thì bạn cứ chào thử xem ai có khả năng mua hay không, bạn có thể giới thiệu. Hiện tại là bất động sản thanh khoản hơi khó nhưng mà thanh khoản bất động sản hiện tại đang rất là khó, cho nên là bạn rất là cẩn thận. Thì bạn có thể là cứ chào đi, biết đâu là số hên, có những người xung quanh người ta mua. Năm sau thị trường bất căn hộ ở Hồ Chí Minh có giá tốt không? Xin lỗi các bạn, là hiện tại là giá căn hộ và giá tốt không còn nữa đâu. Hình như không còn nữa. Vi Nguyễn đăng ký đi. Ok em. Đăng ký trên link. Tại sao ngân hàng rất ít room tín dụng mà các dự án ở Vinova lại song sinh như vậy? Đây là một câu hỏi nhạy cảm. Do quan hệ. Nha, đây là do quan hệ. Tôi mở cho các bạn một cái bài nhạc nghe chiêu chiêu tí ha. Bạn nào đăng ký lớp bất động sản thì được miễn phí lớp hai bàn tay trắng tạo nên đống nợ vào tháng 10 nha. Cái nông sản của Việt Nam mình là một nỗi đau của nông dân, mà tôi đang rất là cũng muốn làm một cái video về nông sản các bạn. Rất là tội nông dân các bạn, rất là tội nông dân của Việt Nam. Nói chung á trời, các bạn biết cái người nông dân người ta chăm từng cái cây, cái cây của họ nó như thế nào các bạn biết không? Người ta ra có thể là bắt từng con sâu, người ta bẻ từng cái cành, người ta chăm món. Còn thanh long các bạn, trồng thanh long các bạn biết không? Người ta phải bật đèn cả đêm, người ta phải bật đèn, người ta phải tưới cây. Rồi người ta chăm sầu riêng, chăm chè, chăm cà phê, chăm cao su, chăm khoai lang, chăm dưa hấu, chăm chăm như con mình. Đến lúc chỉ cần không có đầu ra hay là đổ xong đổ bể hết nè. Rất là tội luôn. Người ta chăm những cái cây cây của người ta như như con, nó rất là thương các bạn thấy không? Tỉa từng cái cành cà phê, tỉa từng cành chè, tỉa từng cái cành, tỉa từng ngọn cỏ cho dưa hấu, cho cây thanh long, chăm tưới mày mò. Mà đến lúc mà chỉ cần mà Trung Quốc nó đóng cửa một cái là đổ đổ xong, đổ bể khoai lang là đổ đổ luôn,
bơ rồi xoài ở Đồng Nai là dược rụng luôn. Lý do vì sao biết không? Khi người ta công, người ta thu hoạch nó còn tốn nhiều tiền hơn người ta ta thu hoạch. Cái tiền công mà để trả cho người hái nó nhiều hơn cái tiền nông sản bán ra. Xoài ở Đồng Nai có mùa các bạn, nó rụng đầy lắm, rẻ. Nói chung là thương nông dân Việt Nam. Thì cái việc này nó thuộc về vĩ mô. Cái này họp quốc hội rồi còn giải quyết không nổi nữa. Anh thì một cái người nhỏ bé trong đất nước này cũng muốn có một cái tiếng nói nào đó cho cái đất nước này. Chúng ta phải có một cái lộ trình đồng bộ từ trên chính phủ xuống đến nông dân. Đúng chưa? Và chúng ta sẽ xây dựng được một cái hệ thống từ trên chính phủ và xuống đến nông dân. Trường hợp mà không bán được phải bảo trợ giá cho nhà nông. Phải bảo trợ cho người ta một cái giá thành không có lời nhiều nhưng mà đảm bảo được người ta chi phí ăn ở và sinh hoạt cũng như là chi phí bỏ vốn ra để sản xuất. Còn đây là chúng ta thả cửa luôn. Ở Thái Lan là người ta sẽ có chính sách trường hợp mà bán không được là chính phủ nó mua. Và cái nền gọi là nền công nghiệp hậu chế biến của Việt Nam ấy, nó còn quá kém các bạn ơi, quá kém luôn. 90% nông sản của Việt Nam là xuất đi thô hết luôn. Gạo, rồi sầu riêng, rồi khoai lang, bắp, tiêu, điều, cà phê này nọ là xuất hạt thô hết luôn. Thì qua bên những cái nước phát triển người ta lại chế biến ra, người ta lại bán ngược lại cho Việt Nam. Đó là công nghệ sau thu hoạch của Việt Nam cực kỳ kém phát triển luôn. Đúng rồi, nếu như Bạch Nguyễn nói là chính phủ phải hỗ trợ cái việc này. Làm thế nào để chúng ta có một cái nền công nghiệp gọi là hậu chế biến, đảm bảo được cho người dân đủ sống, thì người ta sẽ gắn bó với vườn, với tược, với ruộng, với vườn. Chứ làm cái này dân người ta bỏ ruộng hết. Và những nhà chính sách không hiểu rằng, người ta không hiểu rằng đất mà canh tác được nông nghiệp nó có giá trị cực kỳ nha bạn. Các bạn có thể không đi xe hơi, các bạn có thể không xài iPhone, các bạn có thể không sử dụng điện thoại, không sử dụng, nhưng các bạn không thể không ăn được nha. Cho nên các bạn thử này, các bạn hôm nay lưu cái video này đi, các bạn lưu cái video này 5-10 năm sau các bạn sẽ thấy được cái cảnh là gọi là khủng hoảng lương thực toàn cầu. Các bạn xem những cái đất nước như là Trung Quốc với Ấn Độ mà nó ăn một tỷ rưỡi dân mà nó ăn thì ăn khủng khiếp các bạn, nó ăn sạch biển luôn nè mày, ăn sạch biển luôn. Là khủng hoảng lương thực toàn cầu, gọi là an ninh lương thực. Thì bây giờ chúng ta phải trân trọng những cái vùng đất có khả năng trồng trọt đi. Vùng đồng bằng sông Hồng, sông Cửu Long, chúng ta hãy trân trọng nó đi. Đất ruộng mà chúng ta đổ bê tông lên đất ruộng. Tôi đi làm nghề bê tông tươi các bạn nha. Tôi đi làm nghề bê tông tươi. Thực sự đổ bê tông trên những cái ruộng các bạn, nó sót vô cùng. Sót vô cùng. Tại vì khi cái ruộng mà các bạn đổ bê tông tươi xong á, là mãi mãi cái ruộng nó chết luôn, không bao giờ trở lại được nữa. Đau lắm. Nếu mà một người chính sách mà thấy được cái điều này rất là đau. Một cái ruộng đất đai màu mỡ, một cái miếng vườn đất đai màu mỡ, nhưng mà chỉ cần đổ bê tông tươi lên cái là cái vườn đó sẽ chết một đến muôn đời luôn. Nghe chưa? Thì đến 5-10 năm nữa chúng ta sẽ thấy được cái cảnh gọi là khủng hoảng lương thực toàn cầu. Trong vòng 5-10 năm nữa sẽ khủng hoảng lương thực toàn cầu. Lý do vì sao? Các bạn đi các đất nước khác tự coi đất mà trồng trọt được á, nó hiếm lắm. Không phải như Việt Nam mình nó tràn gian đại hải như vậy đâu. Công nghiệp chúng ta hãy lôi lên những vùng đất khô cằn nè, rất là nhiều. Khu vực miền Trung chúng ta đất đai rất là khô cằn, xây dựng một hệ thống giao thông tốt, hệ thống cảng biển đẹp, đẳng cấp lên là chúng ta sẽ đưa công nghiệp về tất cả những cái tỉnh miền Trung. Miền Trung đất đai khô cằn cát không, đó xây dựng trên công nghiệp đó thì tại sao không làm đi. Vùng đồng bằng sông Cửu Long mà cứ lấp đất đi, lấp ruộng đi để làm công nghiệp để làm gì nhỉ? Đúng không? Sau này sẽ khủng hoảng an ninh lương thực cho coi này.
Bố em vay ngân hàng mua đất ở Tân Hà, Lâm Đồng vì theo sóng cao tốc. Cao tốc nó chẳng có giải quyết được gì đâu em ơi. Cái vùng Tân Hà, Lâm Hà, cái vùng sâu, vùng xa, nó chẳng có giải quyết được cái việc gì hết. Vùng đó gì để làm ruộng, làm vườn thôi, xa xôi muốn chết. Nhà chị tôi ở trên Lâm Hà đây, mỗi lần muốn chạy lên cái đấy, muốn chạy xe lên lên đó muốn muốn ngu người luôn, mà từ ngoài vô trong đó 20 mấy cây số. Nói chung bất động sản của Việt Nam mình nó ảo lắm, ảo ma Canada đó. Mà đặc biệt như một số người mà dùng đòn bẩy tài chính, không biết về sử dụng đòn bẩy tài chính, không biết phân tích về về, về đòn bẩy tài chính, sử dụng đồng vốn lung tung, rất là nhiều người gục. Cho nên các bạn đừng có tiếc một vài triệu bạc để phân tích trước khi mua bất động sản. Người ta phân tích tiềm năng bất động sản, phân tích khả năng bất động sản trong tương lai, và người ta phân tích dòng tiền tài chính của gia đình có phù hợp với bất động sản này hay không nha. Chứ đừng có tiếc tiền, còn trường hợp tiếc tiền là đến lúc đổ nợ rồi mới thấy được giá trị nha. Còn cao tốc mà từ đây lên tới Lâm Đồng chắc khoảng 10 năm nữa không biết có hay không. Nói chung là đất nước của chúng ta đó, đất nước chúng ta thì là đất nước nông nghiệp, nhưng mà tôi hy vọng là một ngày nào đó thì đất nước chính phủ sẽ hỗ trợ giá cho nông dân. Khi nông dân sống được bằng nghề nông, người ta sẽ giữ ruộng, giữ vườn và sẽ đảm bảo được cái đất đai canh tác trong lâu năm. Còn khi nông dân không đảm bảo được cái điều đó, người ta sẽ bán đất đai hết. Dạy một lớp về trồng trọt hả? Đây là xuất thân từ nông dân chính gốc đây. Xuất thân từ nông dân chính gốc nên là về nông nông thôn, về nông dân là bao luôn. Thaco, tại sao Thaco lại không hỗ trợ Hoàng Anh Gia Lai ở Lào? Việc một công ty này á, có hỗ trợ công ty kia hay không á, đó là việc giao thương giữa hai doanh nghiệp. Các bạn không, người ta làm cho có lợi cho bản thân họ thì nó làm, chứ người ta không có đưa ra để cứu cái doanh nghiệp kia mãi mãi đâu, các bạn hiểu không? Việc người ta làm gì có lợi thì người ta làm. Việc Tarico có giúp được Hoàng Anh Gia Lai, việc việc Thaco đã cứu cứu công ty nông nghiệp gì Arico đúng không ta, cứu cái công ty nông nghiệp của Bầu Đức, đó là một bàn tay là cứu vớt rồi. Còn Tarico còn có cứu Hoàng Anh Gia Lai không nữa là câu chuyện khác nha, mà tôi nghĩ không cứu nổi nữa đâu, không ai cứu nổi đâu. Hàng tỷ đô thế ai mà cứu cho nổi được. Cho nên là việc người ta có làm cái điều đó hay không, là có mang lại lợi ích cho họ hay không thì người ta làm, còn không thì cũng thua. Thì sắp tới sẽ có rất là nhiều doanh nghiệp lấn vào mảng chế biến nông sản sau thu hoạch. Hy vọng rằng một ngày nào đó đất nước của chúng ta sẽ đảm bảo được đời sống của nông dân, và lúc đó nông dân của chúng ta có thể làm giàu trên vùng đất của mình. Lúc đó chúng ta sẽ tự hào về nghề nông và chúng ta sẽ giữ lại được đất đai. Ok chưa? Làm nông sản được thì tốt, nhưng mà hy vọng chúng ta giàu lên từ cái nghề đó. Nói chung chúng ta kiếm tiền được thì chúng ta sẽ giữ lại đất đai thôi. Ok chưa? Đăng ký khóa học như thế nào? Bạn có thể liên hệ số điện thoại hoặc là nhấp vào tài khoản thì có cái đường link ở trên đó nha, có đường link trên đó. Ở bên bên fanpage thì có cái link sẵn này. Hoặc nhấp vô tài khoản có cái đường link trên đó, hoặc liên hệ số điện thoại trên tài khoản sẽ có bạn trợ lý liên hệ bạn. Ok chưa? Nông dân Việt Nam bao giờ được như Nhật? Anh em thấy qua họ toàn làm công nhân. Về cơ bản chúng ta đang là một đất nước nghèo so với các nước phát triển, thì việc chúng ta qua đó làm công nhân là điều hiển nhiên. Đến một ngày nào đó chúng ta sẽ giàu có lên thôi nha, 10 năm nữa đất nước chúng ta sẽ giàu có. Cảm ơn Hằng Moon nha. Hằng Moon là cô gái rất là giỏi nha các bạn.
hàng muôn cô gái đang xem livestream mới có hai mươi mấy tuổi mà mua nhà ở Hà Nội rồi. Tôi cũng đang liên hệ các bạn mà anh sầu riêng này là làm chuyên về sầu riêng à. Tôi cũng đang đang tìm cách thôi nha, chưa có được luôn, đang tìm cách xuất khẩu sầu riêng, xuất khẩu sầu riêng. Đang nhờ một số người liên hệ để xuất khẩu sầu riêng. Bạn nào có nguồn 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 đi thì giúp tôi cái nha. Tôi đang tìm cách đó. Cũng chưa có thành công đâu nha, đang tìm cách thì tôi cũng hy vọng là xuất khẩu được nha. Công nghệ ô tô bây giờ phát triển không? Em đang làm thương lái chuyên sầu riêng. Ồ, các bạn anh sầu riêng này để tin nhắn lại để cái giờ mai tôi liên hệ thử xem có hợp tác được gì không nha. Anh cho em hỏi cái khóa học gì mà hai bàn tay trắng, hai bàn tay trắng tạo nên đống nợ, có nghĩa là bạn nhấp vô link nó sẽ có cái toàn bộ nội dung, có nghĩa là cảnh báo tất cả những cái mô hình kinh doanh lừa đảo. Và tôi chỉ với bạn một số mô hình kinh doanh thoát nghèo và cách quản lý tài chính cá nhân cũng như doanh nghiệp nhỏ, vừa và nhỏ. Thì đó là nội dung. Cảnh báo những loại hình kinh doanh lừa đảo là một nè. Cách quản lý tiền, tài chính cá nhân và doanh nghiệp. Một số mô hình kinh doanh thoát nghèo giúp cho các bạn. Từ hai bàn tay trắng tạo nên đống nợ. Nếu số nợ của chúng ta nhỏ hơn số vốn chủ sở hữu chúng ta có thì đó là thành công. Ví dụ như chúng ta nợ 10 tỷ nhưng tổng tài sản của chúng ta có 20 tỷ, đó là thành công của một con người. Còn từ hai bàn tay trắng tạo nên một đống nợ 2 tỷ bạc mà tài sản của chúng ta không có gì, có nghĩa là chúng ta đang âm ở dưới đất 2 tỷ. Chúng ta đang âm ở dưới đất 2 tỷ. Vậy từ hai bàn tay trắng tạo nên đống nợ mà nợ dương vốn chủ sở hữu thì đó là thành công. Và chúng ta đi tìm con đường nợ dương vốn chủ sở hữu. Đó là mục đích của khóa học như vậy nha. 990.000 đồng một khóa, dạy online vào tháng 10, bạn nào học thì đăng ký. Em không thấy Vin có dự án mới nào anh nhỉ? Vin hiện tại đang làm dự án ở ngoài, có chứ bạn, đang làm hai cái đại dự án ở ngoài Hưng Yên với lại ở Hạ Long đó bạn. Hạ Long Xanh với lại Vin Hưng Yên, Vin Home Ocean Park, hai Hưng Yên đó. Lớn ở chứ sao lại không có nha. Ở phía Nam đây thì hiện tại đang chỉ có cái dự án là Vinhome Grand Park thôi nha. Còn ở ngoài Bắc thì là hai ba cái xuất khẩu qua các vùng. Nếu mà xuất khẩu nông sản qua được các nước Trung Quốc hoặc là Trung Đông được thì càng tốt nha. Nhưng mà tôi cũng đang tìm nguồn nha. Các bạn Anshorin này có thể để lại cho tôi cái số điện thoại nha, để ngày mai tôi liên hệ, biết đâu chúng ta hợp tác được. Ok ơi, hôm nay chúng ta bàn một chút xíu về kinh tế tài chính, gia đình, tình yêu, hôn nhân, gia đình như vậy là được rồi. Bạn nào đăng ký học thì nhấp vào link nha. Có hai khóa học bất động sản vào tháng 12 và khóa học từ hai bàn tay trắng vào tháng 9, tháng 10. Bạn nào học thì học nha, còn nào giàu thì đừng có học, bạn nào nghèo thì học, giàu để nó lừa bớt đi chứ giàu quá này cũng không mấy nha. Còn không học đừng nói lời cay đắng nha. Nhấp vào tài khoản sẽ có đường link các bạn. Rồi bây giờ đi ngủ được rồi, nói khàn cổ quá. Các bạn nhấp vào đường link đó, nhấp vào cái đường link nó có cái nhấp vào tài khoản cái Doctor Housing nó có cái đường link các bạn. Hoặc là bạn inbox vào đi rồi ngày mai có người liên hệ nha. Ok, hôm nay nói nhiều khàn cổ quá này. Rồi các bạn nhấp vào đường link nha, bạn nào đăng ký học đợt này Việt Kiều, các bạn Việt Kiều học xong là có vợ luôn ở trong lớp và chúng ta tán tỉnh các bạn học viên luôn cho có vợ luôn. Đợt này các bạn học Việt Kiều chắc cũng đăng ký học nè, các bạn ở Việt Kiều nó và xa cũng mong muốn học cái khóa này lắm. Ok. Phượng Nguyễn, thôi hôm sau giải quyết câu này rồi. Bên fanpage đó, nhấp cho tài khoản nó có đó, anh sầu riêng ơi. Giải thích hoài đuối quá. Online nha các bạn ơi.
Dạy online vào 15, 16 tháng 10 và vào tháng 12 vào khóa bất động sản nha. Chỉ tất cả những kiến thức về bất động sản cho các bạn. Ok. Thôi chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn trong những buổi livestream tiếp theo. Bye bye. Chào các bạn. Bye các bạn nha. Hôm nay nói nhiều, khàn cổ quá. Rồi, bạn nào đăng ký lớp online vào tháng 10 thì đăng ký nha. Bạn nào học lớp 2 bằng tay trắng và lớp bất động sản vào lớp 12. Học lớp bất động sản thì được khuyến mãi luôn lớp 2 bằng tay trắng. Hello, chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những buổi live tiếp theo nha. Bye bye.